Sáng ngày 5 tháng 8, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện số 725 yêu cầu tập trung ứng phó mưa lũ, sạt lở đất, bảo đảm an toàn hồ đập tại các tỉnh Tây Nguyên. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và các địa phương khác ở khu vực Tây Nguyên triển khai lực lượng rà soát ngay các khu vực có nguy cơ sạt lở, sụt lún đất, kiểm tra công tác bảo đảm an toàn dân cư, an toàn hồ đập trên địa bàn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu thiếu trách nhiệm để xảy ra sự cố mất an toàn hồ đập, gây thiệt hại tính mạng, tài sản của nhân dân và nhà nước. Sáng ngày 5 tháng 8, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết 4 bệnh nhân vừa được ghép tạng của anh H, 41 tuổi, quê quán Tân Kỳ, Nghệ An, chết não hiến tặng, đã hồi phục sức khỏe. Anh H làm việc tại Bình Phước vào ngày 29 tháng 7, trên đường đi làm về, anh H không may bị tai nạn giao thông nên mọi người đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Dù được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, nhưng sức khỏe của anh ngày càng yếu, dần rơi vào hôn mê sâu. Gia đình xin đưa anh H về quê để người thân được gặp mặt lần cuối. Song trên chuyến xe cấp cứu đưa anh H từ thành phố Hồ Chí Minh về Nghệ An, chị LTN, em gái anh H, đã trao đổi và vận động gia đình thực hiện tâm nguyện của anh trai là hiến mô tạng của anh để cứu sống người khác. Nhận thông tin, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia liên hệ với Bệnh viện Trung ương Huế để điều phối ca ghép theo quy định của pháp luật. Tại Bệnh viện Trung ương Huế, hai quả thận của anh H hiến tặng được các bác sĩ ghép ngay cho hai bệnh nhân bị suy thận nặng. Hai giác mạc của anh cũng được ghép và đem lại ánh sáng cho bệnh nhân bị bệnh về mắt sau đó không lâu. Còn gan của anh H được ghép cho bệnh nhân M, sinh năm 1986, trong danh sách bệnh nhân chờ được ghép gan theo quy định của pháp luật. Đến 2 giờ 30 phút ngày 1 tháng 8, ca ghép tạng thành công. Hiện bệnh nhân M đã rút máy thở, chức năng gan được ghép tiến triển tốt. Ngày 5 tháng 8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với đồn biên phòng Lý Hòa đã bắt giữ một đối tượng có hành vi mua bán vận chuyển trái phép ma túy. Lực lượng chức năng thu giữ tang vật là hơn 300 viên ma túy tổng hợp. Qua nắm tình hình và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã phát hiện đường dây mua bán vận chuyển trái phép ma túy từ tỉnh Quảng Trị ra khu vực biên giới biển thuộc địa bàn các huyện, thành phố của tỉnh Quảng Bình là Đồng Hới, Bố Trạch, thị xã Ba Đồn để tiêu thụ. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo lực lượng phối hợp với đồn biên phòng Lý Hòa tổ chức tuần tra kiểm soát để bắt giữ các đối tượng liên quan. Trưa ngày 3 tháng 8, lực lượng phát hiện Nguyễn Thị Huế, sinh năm 1975, trú xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, đi xe khách từ tỉnh Quảng Trị ra Quảng Bình, cùng 304 viên ma túy tổng hợp. Qua đấu tranh, Nguyễn Thị Huế đã khai nhận hành vi phạm tội. Ngày 4 tháng 8, Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao tạm giữ 3 ngày đối với Võ Đình Sớm, sinh năm 1968, trú tại thành phố Pleiku, Gia Lai. Thẩm phán Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai đã điều tra về hành vi nhận hối lộ. Theo Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai, vào tháng 11 năm 2014, cơ quan này đã có thông báo kết luận về việc ông Sớm, lúc này là thẩm phán chánh tòa kinh tế Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai, có hành vi tư vấn pháp luật và nhận 10 triệu đồng của đương sự trong vụ án, tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu chấm dứt hành vi trổ cửa trái phép. Tối ngày 4 tháng 8, Công an tỉnh Hưng Yên đã thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại xã Thủ Sĩ, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Trước đó ngày 2 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc của 6 đối tượng. Đào Văn Tuyến, sinh năm 1967, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thủ Sĩ. Đào Văn Sĩ, sinh năm 1967, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Thủ Sĩ. Đào Văn Doan, sinh năm 1970, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thủ Sĩ. Lương Công Đậu, sinh năm 1962, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thủ Sĩ. Đào Xuân Hạnh, sinh năm 1957, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thủ Sĩ. Và Bùi Văn Quynh, sinh năm 1961, nguyên cán bộ tài chính kế toán Ủy ban Nhân dân xã Thủ Sĩ, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
từ năm 2013 đến năm 2014, các bị can trên đã lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, đã tổ chức họp bàn thực hiện việc thu tiền trái quy định của 12 hộ dân tại xã Thủ Sĩ, huyện Tiên Lữ, khi thực hiện việc dồn thửa đổi ruộng với tổng số tiền là 234,8 triệu đồng. Chiều ngày 4 tháng 8, Công an quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng thông tin vừa phát hiện và bắt giữ một đối tượng nữ chuyên cung cấp, phân phối ma túy loại cần sa và cỏ Mỹ số lượng lớn cho các con nghiện, các cơ sở ăn chơi tại thành phố Đà Nẵng. Cụ thể, trưa ngày 4 tháng 8, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Sơn Trà và Công an phường Thọ Quang đột kích vào căn hộ 103, chung cư A4, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, khống chế đối tượng H, 51 tuổi, ngụ phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, cùng một đối tượng khác đang chờ mua ma túy. Công an phát hiện ở trong phòng có đối tượng Mai Thị Hường, 54 tuổi, chủ căn hộ 103, đang phân lẻ các gói ma túy dạng cỏ Mỹ. Tại hiện trường, công an thu giữ 45 gói ni lông bên trong chứa thân, lá cây thảo mộc khô là ma túy dạng cỏ Mỹ, 15 vỏ bao ni lông màu vàng có in dòng chữ Made in Australia, chưa sử dụng và nhiều tang vật khác liên quan. Bước đầu, Hường khai nhận tất cả các gói ni lông chứa thân, lá thảo mộc trên là ma túy dạng cỏ Mỹ và số cần sa trên được Hường mua ngày 2 tháng 8 của một nam thanh niên không rõ lai lịch, đem về cất giấu, chia nhỏ lẻ thành từng gói để bán cho các đại lý và bán lẻ để kiếm lời. Bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi ở đường Lê Trung Đình, thành phố Quảng Ngãi được khởi công xây dựng từ năm 1997, đưa vào hoạt động từ năm 2001, đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến công tác bảo quản, trưng bày các hiện vật di tích tại đây. Tiến sĩ Đoàn Ngọc Khôi, Phó Giám đốc Bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi cho biết, từ khi đi vào hoạt động từ năm 2001 đến nay, bảo tàng chưa được sửa chữa nâng cấp lần nào. Bảo tàng đã gửi kiến nghị đề nghị tỉnh xem xét, hiện nay đang chờ tỉnh Quảng Ngãi lập đoàn đánh giá tình trạng xuống cấp, hiện trạng bảo tàng để có định hướng nâng cấp sửa chữa, xây dựng lại nhằm đáp ứng nhu cầu gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di tích, di sản, hiện vật trưng bày trong bảo tàng.